Sau một ngày dài làm việc vật lộn ở ngoài đường, điều đầu tiên bạn muốn làm khi về nhà là làm gì? Đi chơi phim luôn. Nope. Điều đầu tiên mình làm đó là tẩy trang. Đúng vậy, làn da của chúng ta cần được thư giãn và cần được thở sau cả một ngày bí bách dưới lớp trang điểm dày cộp. Mình là đứa rất lười dùng nhiều sản phẩm, nên mình cũng không sử dụng nước tẩy trang riêng cho mắt môi hay dầu tẩy trang, bởi vì mình sợ nhũ hóa không kỹ sẽ gây ra mụn và cũng rất mất nhiều thời gian nữa. Vì thế, mình đã tìm hiểu về loại nước tẩy trang dạng nước micellar. Vậy nước micellar là gì? Là một chất tẩy dạng lỏng chứa các phân tử cực nhỏ, dễ hòa tan trong nước và hấp thụ dầu. Nó khác với các loại nước tẩy trang thông thường bởi vì nó bao gồm các phân tử gồm một đầu là nước và một đầu là dầu, tức là đầu kỵ nước. Khi hoạt động trên da, nó sẽ hoạt động như một loại nam châm, loại bỏ và hút hết tất cả các lớp trang điểm và cặn bẩn dầu thừa sâu bên trong lỗ chân lông một cách hiệu quả. Giống như em nước tẩy trang Dabo 701 Micellar Water này, là một loại nước tẩy trang dạng lỏng có chứa dầu. Ngoài ra thì em này có thành phần là dầu dừa và trà xanh hương thảo, sẽ không gây rát da, đỏ da sau tẩy trang mà sẽ giữ được độ ẩm tự nhiên trên da. Moisturize nha các nàng. Sản phẩm mình đang dùng để ở giò hàng nhá, mà đang giảm giá nữa đấy, mua ngay đi thôi.